Xin chào các bạn, Hà Thương rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knews 24 giờ. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Jennie khoe tấm lưng trần ngọc ngà và vòng eo cực phẩm với trang phục táo bạo trên đất Mỹ. Choi nhảy nhót kiểu gì mà Knet đòi giao luôn hit alcohol free cho một nhóm nam khác thế này? Chu Yu sở hữu vẻ đẹp như thế nào mà được bác sĩ Nhật Bản khen ngợi, khó sao chép. JYP tung hình ảnh nhóm nữ tân binh, khơi nét cả khịa chuyện nhân cách. Vì sao Karina của aespa được gọi là thần tượng mặt rắn đầu tiên của K-pop? Nam idol YG kiện cáo fan khi giao bán cạc của mình giá thấp hơn thành viên khác, sự thật khiến ai nấy hú hồn. Và sau đây là nội dung chi tiết. Jennie khoe tấm lưng trần ngọc ngà và vòng eo cực phẩm với trang phục táo bạo trên đất Mỹ. Từ ngày bay sang Mỹ cùng với Rosé để thực hiện dự án âm nhạc mới, Jennie Blackpink dường như càng thêm táo bạo và sexy hơn. Vốn dĩ đã quyến rũ lắm rồi, nhưng dạo gần đây Jennie còn chăm diện đồ hở bạo, khoe triệt để lợi thế ngoại hình. Mới đây, nàng ITZY đình đám xứ Hàn khiến fan phát sốt với loạt ảnh diện áo crop top đan dây khoe eo thon cực phẩm cùng lưng trần ngọc ngà. Vẫn vòng eo nhỏ gọn, săn chắc chứ danh của Jennie, đặc biệt trong khung ảnh chụp từ phía sau, nàng rapper Hắc Hường còn khiến dân tình được dịp rửa mắt về tấm lưng trần sau chiếc áo đan dây sexy. Nữ idol sinh năm 96 luôn nằm trong top những sao nữ sở hữu thân hình vóc dáng chuẩn nhất nhì K-pop. Ai nhảy nhót kiểu gì mà Knet đòi giao luôn hit alcohol free cho một nhóm nam khác thế này? Vào ngày 9 tháng 6, Choi đã comeback với album Taste of Love và thành công với ca khúc chủ đề mang vibe bờ mùa hè Alcohol Free. Mặc dù đã kết thúc quảng bá, nhưng sức nóng của hit Alcohol Free vẫn chưa hề sụt giảm. Nhiều video dance cover của fan từ khắp nơi trên thế giới vẫn đều đặn được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội lớn như YouTube, TikTok, Facebook. Đặc biệt, vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, nhóm cover K-pop nổi tiếng đến từ Brazil B2 đã đăng tải video cover bài hát Alcohol Free của Twice với sự đầu tư cực kỳ ấn tượng. Video được nhóm quay tại một bãi biển trong xanh, mát lành, trang phục cũng đậm chất mùa hè, màu sắc video cũng rực rỡ. Thế nhưng điều đáng chú ý nhất chính là màn khoe vũ đạo đồng đều và thần thái không chê vào đâu được của tất cả thành viên của nhóm, cover đều ngang ngửa với bản gốc. Video này cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ của Twice. Chu Yu sở hữu vẻ đẹp như thế nào mà được các bác sĩ Nhật Bản khen ngợi, khó sao chép. Gần đây, Mikiya Takasu, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tại Nhật Bản, đăng video nhắc đến Chu Yu. Ông tiết lộ Chu Yu là một trong 10 nghệ sĩ nữ được các khách hàng chọn làm hình mẫu giao kéo nhiều nhất khi đến phòng khám của mình trong năm 2020. Mặc dù Chu Yu đứng thứ 7 trong danh sách này, ông Takasu vẫn đánh giá rằng cô là sao nữ đẹp nhất trong top 10 này. Theo ông Takasu, Chu Yu có gương mặt rất cân đối, gần khớp với tỷ lệ vàng trong quan niệm thẩm mỹ. Các nét trên gương mặt của nữ idol Đài Loan rất hài hòa, đường viền khuôn mặt hoàn hảo, xương vòng mắt của cô ấy không to lắm. Mắt hai mí rất đẹp, mũi hoàn hảo, cân đối. Về cơ bản là các phần trên gương mặt rất ăn khớp với nhau. Nói chung là các cô gái có diện mạo bình thường mà muốn được phẫu thuật thẩm mỹ giống như Chu Yu là một điều bất khả thi. Bác sĩ nhận xét như vậy. Trong danh sách 10 nghệ sĩ nữ nói trên, Chu Yu là sao K-pop duy nhất, cũng là người ngoại quốc duy nhất. 9 mỹ nhân còn lại đều là các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Nhật. Người hâm mộ đồng tình với những nhận định của bác sĩ Takasu. Đây cũng không phải lần đầu tiên em út nhà Twice được các bác sĩ thẩm mỹ nhận xét và đánh giá cao về gương mặt hoàn hảo. Hồi năm 2020, một nhóm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc cũng có đánh giá tương tự, cho rằng Chu Yu có nét đẹp cân đối hoàn chỉnh nhất Twice. Nữ idol sinh năm 99 cũng thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn K-pop nhờ visual nổi bật. Dù là người ngoại quốc nhưng Chu Yu vẫn được lòng fan Hàn và được fan Hàn nhiệt tình yêu thích. JYP tung hình ảnh nhóm nữ tân binh, khơi nét cả khịa chuyện nhân cách. Sau khi thông báo về nhóm nữ mới nhất sẽ ra mắt vào tháng 2 năm tới, JYP vào ngày 16 tháng 7 đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên của các thành viên trong đội hình. Nhóm nữ đàn em của Twice ITZY lộ diện mờ ảo với hình ảnh bóng đèn không rõ mặt. Vóc dáng và kiểu tóc của từng thành viên khiến dân tình nhanh chóng đưa ra so sánh với đàn chị. Chỉ mới nhá hàng mờ ảo nên người hâm mộ không có nhiều điều gì để bàn luận xung quanh nhóm nữ mới này. Thế nhưng một lần nữa thì ITZY lại bị lôi vào so sánh. Knet còn tranh thủ cà khịa những thành viên bị coi là lỗ hổng của ITZY và mong muốn thế hệ tương lai của nhà JYP không lặp lại vết xe đổ.
Với Lia, cô nàng dạo gần đây đã gây tranh cãi về scandal bạo lực học đường trong quá khứ. Bên cạnh nhân cách bị nghi ngờ, Lia còn là lỗ hổng vũ đạo của ITZY kể từ khi debut tới nay. Còn về Cherong, cô nàng thường xuyên nhận về những lời chỉ trích của Knet không đáng có về vấn đề ngoại hình. Bị Knet xem là lỗ hổng visual của nhóm. Qua thời gian, dù Cherong đã trưởng thành hơn rất nhiều về mọi mặt, nhưng vẫn thường xuyên bị Knet buông lời miệt thị về nhan sắc. Vì sao Karina Aespa được gọi là thần tượng mặt rắn đầu tiên của K-pop? Các fan của K-pop thường nghe thấy những khái niệm phân loại visual như mặt thỏ, mắt tròn, răng cửa dài, khí chất dễ thương, hay mặt cún là mắt ngắn, sụp mí, khí chất ngây thơ, vô hại. Kể từ khi Karina debut, nữ idol đã thu hút sự chú ý vì gương mặt độc đáo, khác với những kiểu mặt quen thuộc trong giới idol. Không phải thỏ cũng chẳng phải cún, Karina được gọi là mặt rắn vì khí chất mới lạ. Có nhiều người hợp gu thì đánh giá rất cao cô nàng, nhưng cũng có không ít người cảm thấy rằng diện mạo của cô nàng toát lên sự hung dữ. Đặc điểm của mặt rắn là cằm nhọn, nửa dưới khuôn mặt giống hình tam giác ngược, hai mắt cách xa nhau, đuôi mắt hướng lên trên. Trên thế giới, trào lưu phẫu thuật mặt rắn đã xuất hiện vài năm gần đây, tuy nhiên quan niệm thẩm mỹ về kiểu mặt này còn gây nhiều tranh cãi. Tỷ lệ đường nét của Karina rất khớp với đặc điểm mặt rắn, trong đó đôi mắt xếch phía đuôi là điểm nhấn trên gương mặt, tạo nên khí chất mạnh mẽ độc đáo. Trong các góc mặt thì góc chính diện là góc đẹp nhất của Karina. Cô gây ấn tượng bởi sự sắc nét, khuôn đầu tròn như trứng cút, phần gò má xuống cằm cực kỳ thon nhỏ. Phong cách trang điểm nhấn vào đôi mắt càng tôn lên vẻ đẹp đồ họa game của Karina. Nhiều fan rất thích phong cách AI này. Nhưng cũng có nhiều người bày tỏ sự phản đối vì trông Karina hung dữ hơn ngoài đời thực. Những người có khuôn mặt rắn nhỏ với đôi mắt xếch thường toát lên vẻ lạnh lùng và nhiều góc độ khá siêu thực, xa cách với người bình thường. Gò má cao cùng khuôn cằm thụt vào trong khá sâu khiến tỷ lệ tam giác ngược trên gương mặt Karina nổi bật hơn. Trên diễn đàn Trung Quốc, CNET gọi Karina là thần tượng mặt rắn đầu tiên của K-pop. Đây là vẻ đẹp rất hiếm có từ trước tới nay. Mặc dù Karina tạo nên nhiều ý kiến trái chiều về visual, nhưng không thể phủ nhận rằng cô nàng là người hoàn hảo nhất cho concept AI của Aespa. Nhắc đến Aespa là nhắc đến Karina, nhắc đến Karina là nhắc đến concept thực ảo của Aespa. Nhiều người còn cho rằng khi không make up đậm, gương mặt Karina trông gần gũi và đáng yêu hơn. Nam idol nhà YG kiện cáo fan khi giao bán cạc của mình giá thấp hơn thành viên khác, sự thật khiến ai nấy hú hồn. Thị trường bán photo cạc trong các album, quà tặng chính thức của idol luôn luôn sôi động đối với người hâm mộ K-pop. Giá cả từng chiếc cạc phụ thuộc vào độ hot và hiếm của chúng. Trong một vlog được đăng tải ngày 16 tháng 7, một câu chuyện dở khóc dở cười về vấn đề bán cạc đã được chính thành viên Changgu của Icon than thở. Cụ thể, Changgu đã đọc được một bài giao bán cạc trên Twitter và kiện cáo fan. Jun photo cạc giá 5.000 won nè, Changgu debut photo cạc sao chỉ có bán 1.000 won vậy? Sao bán giá đó được nhỉ? Phải là 10.000 won chứ? Hoặc ít nhất phải giá tương tự cạc của Jun chứ? Màn than thở đáng yêu này khiến fan nhóm nam nhà YG không khỏi bật cười trước sự lém lỉnh của Changgu. Nhưng thực ra anh chàng đã nhầm mất rồi. Thực ra Changgu đã bị nhầm, người bán đăng 1.0 là 1.000 won, nhưng thực chất 1.0 có nghĩa là 10.000 won. Và điều đó cũng có nghĩa là chiếc cạc của thành viên Jun không phải có giá 5.000 won mà lên tới tận 50.000 won, tức 1 triệu đồng. Sự cố đọc hiểu nhầm kèm màn kiện cáo đáng yêu của Changgu đã thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại trong phần bình luận bên dưới video này để đội ngũ chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.